Kênh bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang ở đây là địa phận xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giới thiệu quý vị nhanh một cái lô đất ở đây. Có diện tích là 863, chiều ngang mặt đường tới 150 m, rất là dài. 150 m ạ. Đây toàn bộ cái khuôn viên đang cỏ mọc này. Bắt đầu đây. Đường này sẽ nên trải nhựa quý vị nhé. Và giá chào bán cho lô này là bao nhiêu ta? 4 tỷ rưỡi hay 5 tỷ rưỡi ta? 4 tỷ rưỡi quý vị nhá. 4 tỷ rưỡi. Đấy, thì sơ bộ cho quý vị biết cái lô đất như vậy này. Quý vị nào thì quan tâm thì cứ alo cho chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhá. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Tôi làm video rất ngắn thôi. Đấy, sơ qua vậy cho quý vị. Năm trăm rưỡi một xào à? 550 một xào thương lượng đúng không? À rồi. 550 một xào quý vị nhé.